Tiếp theo đây, kính mời quý vị theo dõi phần nhận định của bình luận gia Đại Dương. Đại Dương xin kính chào và cảm ơn quý vị đã đón xem chương trình bình luận. Kính thưa quý vị, Chủ tịch Kim Thống chế Kim Chính Ân đã phái Phó Thống chế Chu Ryon Ha làm đại sứ đến Bắc Kinh hôm 22 tháng 5. Có thể để làm dịu mối căng thẳng do Bắc Triều Tiên đã nhen nhóm ngòi nổ trên bán đảo từ đầu năm 2013. Sau nhiều lần cảnh cáo Bình Nhưỡng không có kết quả, nên Bắc Kinh đã quyết định thanh tra chặt chẽ mậu dịch biên giới và Ngân hàng Trung Quốc ngưng giao dịch với Ngân hàng Thương mại Bắc Triều Tiên. Đó là một bước tiến để tới cấm vận. Trung Quốc chiếm 89% thương mại của Bắc Triều Tiên. Hai bên cùng liên danh khai thác hai đặc khu kinh tế tại Bắc Triều Tiên cũng như trên sông biên giới áp lực. Sau khi Nga ngưng viện trợ 2 tỷ Mỹ Kim mỗi năm, Bắc Triều Tiên dựa vào sự viện trợ của Trung Quốc và lòng nhân đạo từ cộng đồng quốc tế, kể cả Nam Hàn. Nhưng thái độ khiêu khích, đe dọa theo kiểu tống tiền của Kim Chính Ân đã bị phản ứng ngược. Cộng đồng quốc tế siết chặt cấm vận. Trung Quốc bất mãn vì không muốn thấy sự xáo trộn ở sườn phía Nam, nên Chủ tịch Tập Cận Bình công khai tuyên bố gây rối trước cửa Trung Quốc là không đúng và sẽ không được tha thứ. Hình như Bình Nhưỡng đang xuống thang và đưa cái giá khá cao trước khi chịu vào bàn đàm phán. Trong khi đó, Nga, Mỹ, Nhật, Tàu, Nam Hàn đang tiêu tiết thảo luận cách đối phó tốt nhất đối với Bắc Triều Tiên. Chưa có tin rõ ràng về mục đích chuyến đi của Phó Thống chế Chu, nhưng việc cải tổ quần máy lãnh đạo quân sự tại Bắc Triều Tiên cho thấy Kim Chính Ân vẫn duy trì sức mạnh quân sự thay vì hủy bỏ các chương trình nguyên tử như yêu cầu của Bộ 6. Như thế, con đường hòa bình, phi nguyên tử trên bán đảo Triều Tiên chưa thoát khỏi chiếc vòng luẩn quẩn đã có từ mấy thập niên qua. Khó ai biết lúc nào Chủ tịch Kim Chính Ân mới chịu đặt quyền lợi thực tế của dân tộc như phát triển an ninh hòa bình trên ảo tưởng về một quốc gia nguyên tử. Xin cảm ơn quý vị đã đón nghe.